Trời ơi, ở đây không có cái cảnh mà ớt chiên bơ, ớt nấu cục mẹ, ớt ta bảo tồn tận răng luôn. Ở thành phố rồi lâu lâu rồi đi nghe tiếng ếch tiếng nhái rồi tự nhiên thấy cũng vui vui chứ. Hồi xưa các bạn biết là năm 79-80 mình về cái bè Tiền Giang á, trời đất ơi, đêm nào cũng nghe ếch nhái ảnh ương chàng hiu nó kêu, tao nó kêu biến buồn muốn chết luôn. Mà gặp nước ngập nữa, cái nước mà tháng này là tháng 10 nè, nó ngập linh láng luôn, không có đi đâu được hết trơn, cầu khỉ không. Hello, xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Chờ Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, hôm nay mình cho Phó Bíp dẫn các bạn review một vòng ở tại cái khu trung tâm của Sydney Olympic Park. Là cái chỗ này là nơi chốn hồi năm 2000 đã tổ chức Olympic, mà một trong những cái trận Olympic thành công nhất trên thế giới luôn. Cái đó là theo cái sự đánh giá của thế giới nha các bạn. Thì hôm nay sẵn cuối tuần mình với Phó Bíp sẽ mời các bạn đi một vòng để rồi trải nghiệm thử coi ở trong này hồi xưa họ làm những cái gì. Thì ở đây họ làm cái gì cũng vậy, rất là rạch ròi các bạn ạ. Nơi khu vui chơi giải trí mình muốn đi xe hơi vô đi, muốn đi xe bus thì đi, muốn đi tàu thì đi, cũng đi xe đạp đi, đi bộ thì đi. Thì ở đây nó có cái tên là Ring Walk, là đi vòng tròn. Đó, đi vòng tròn một cái vòng này mình cũng vừa nghe nói là họ xây dựng để họ bảo vệ những cái loài ếch. Ếch mà ếch ở Úc này nó đẹp hơn ếch ở Việt Nam. Nó ngộ vậy đó, mình cũng chưa biết nó đẹp cỡ nào. Nhưng mà điều theo tìm hiểu thì người ta nói là những cái loài ếch này nó rất là quý hiếm, là nó sẽ ăn những cái côn trùng, những cái động vật mà làm hại cho sức khỏe người ta, giống như ruồi nè, muỗi nè, những con sâu bọ hay là gì đó, nó tốt cho cái môi trường sống, bởi vậy họ mới bảo tồn nó để không nó tuyệt chủng đó. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Hiển trải nghiệm, mà các bạn đi theo không biết cái vòng tròn nó có lớn không ha. Đó, nghe nói cũng cả cây số là 500 mét gì lận á, dạ. Bự rồi. Sợ nó rộng quá đi, cao 18 mét mà. Để thử coi. Ở con ếch này cái chân nó cũng dài dài dữ lắm. Sao không vậy, anh có leo đó không hay là sao? Kệ hên xui ơi. Chứ thường thường người ta làm cái hồ ếch đó là cỡ khoảng thước rưỡi là nó phóng hết nổ rồi. Mà con ếch ở Úc chắc cái chân nó dài. Bởi vậy nó tới 18 mét rồi ha. Đi thử coi. Đi. Chà, sợ độ cao không biết đi tới đó không đây à. Chứ mà Hiển là những người làm công việc mà bảo quản mà trật tự vệ sinh được trong đây. Alo, cứ đây. Cái tên của nó là Bellfrog. Frog là con ếch, chứ con ếch con nhái nữa các bạn. Đó. Cái tên nó màu xanh nè. À, nó có màu vàng. Phải rồi, cái con này cái chân nó dài tới nách luôn. Trời ơi, đúng rồi. Hỏi giờ nó phóng tới 18 mét. Mình ở Việt Nam mình kêu cái con này là cái con chằn hiu. Đó, ở đây nó gọi là ếch hay sao mình cũng không hiểu. Nhái ếch hay gì đó. Ôi, cái con này phóng xa lắm các bạn. Sao cái loại này có đuôi? Này nồng nọc. Nó chưa thành đâu. Rồi. À, đây nè, họ chỉ nè, thì cũng giống như ở quê mình á, khi mà ếch nó đẻ trứng rồi nó mới nở thành con nồng nọc các bạn. Nồng nọc thì khi nó còn nhỏ giống như con cá trê vậy đó. Đó, như giống như cá trê vậy đó, nó lội đen nghịch cả một dòng sông. Rồi từ từ nó lớn lên, cái phần đuôi này nó sẽ rụng đi, là nó mới thành hình cái con ếch, con nhái. À, em nhớ là con ảnh ương Việt Nam hình như màu vàng vàng giống. Ảnh ương khác, con nhái khác, con bù tọt khác, rồi con ếch khác, mỗi con đều khác. À, để mình lát mình vô trọng mình coi coi nó mình thấy nó không? Sở dĩ mà Hiển dành cái vụ này là tại vì mình cũng là dân ruộng mà. Có cái nickname là năm ruộng mà. Có khoảng thời gian mình làm ruộng rồi các bạn, bởi vì mình cũng rành mấy cái này lắm. Đó, thì mình sẽ đi một vòng ở trong này. À, hồi nữa nó sẽ có cái chỗ mà nó làm cái hồ lên cho mình đi chơi đó, là mình đi một vòng ở trên. Mình thấy mình dự đoán chắc có lẽ là mình đang đi ra cái cầu để mà đi ra cái vòng tròn đó các bạn, cái ring walk đó. Thì ở đây mình nhìn xuống cái độ sâu nó khoảng 20 mét, 20-30 mét. Thôi sâu lắm mà nha. Dạ, mà ở Úc họ làm cái gì cũng rất là an toàn cho người đi bộ. Các bạn biết làm sao mà các bạn lọt ra đây được, các bạn chân các bạn ra còn không được, chứ đừng nói tới các bạn cơ thể. Ông nó làm mà nó làm vậy kiểu này mà ít có ghê hơn nè ha. Ừ, ít có ghê hơn mà làm thưa quá thì mình nhìn cái độ sâu mình hơi ghê chứ. Đó kìa. Đó có tiếng ếch kêu các bạn nghe kìa. Rọc, thấy không? Kêu lớn lắm luôn á.
Không lẽ giờ có cọng dây mình thả cái microphone xuống là mình nghe. Đó, nó kêu đó ha. Hả? Thật sự. Nhưng mà tại cái độ cao quá mình nhìn đâu thấy nó được. Đó. Wow, ra đây nghe kêu lớn dữ nữa. À, các bạn nhìn thấy một cái vòng tròn gọi là Ringwalk. Đó. Thì đại khái mình nói cho các bạn dễ hiểu, các bạn ở Việt Nam nắm bắt được thông tin chút xíu là Ring là chiếc nhẫn đó các bạn. Nhẫn, walk là mình đi bộ vòng tròn vậy thôi. Thì họ làm như vậy đó. Ở đây không có cái cảnh mà ếch chim bơ, ếch nấu cục mẹ, ếch ta bảo tồn tận răng luôn. Thấy mà phát thương. Nó sợ bị diệt chủng đó, cho nên nó phải bảo vệ. Thì mình nhìn ở dưới sông, ở dưới cái hồ, các bạn biết họ có cái bơm nước á, cái thủy lực nó cũng mạnh lắm á. Nhìn thấy có bèo xanh nữa kìa. Đó. Ồ, sáng mà mình ra mình đi một vòng tròn vậy là mình đủ cho một ngày mình rồi đó. Mình phải đi 3 vòng. Tại vì một vòng có 500 thước phải đi 3 vòng, 3 cây số mới được. Ủa, 6 vòng. 3 cây số mới đủ. Bây giờ mình đi. Đó. Đi thử coi đi mấy vòng. Trời ơi, ý gì? Ý gì đó. Kìa, thật sự mình nói không sai, có người ta đang chạy bộ luôn các bạn. Người ta lấy cái đường đi này người ta làm cái khu để tập thể dục luôn. Hay chứ. Yeah. Thì độ cao thì có nhưng mà rất là an toàn, các bạn nhìn thấy hai bên là an toàn. Không thiệt, ở đây sáng ra đây đi bộ chạy bộ cũng thoải mái, cũng trong lành. Thì mình nhìn qua phía bên kia thì thành phố. Đó, nhà cao chọc trời. Các bạn biết không phải họ làm như vậy rồi họ bỏ mặc cho mình bị mưa gió đâu. Vẫn có mái che đàng hoàng, vẫn có ghế ngồi cho mình nghỉ ngơi nếu mình cảm thấy mệt. Đây. Đâu, ngồi thử cái ông già. À, các bạn biết không? Có nhiều khi có những người họ đi tới đây họ mệt thì họ nghỉ ngơi. Ở đây họ làm cái gì cũng cho mình thoải mái hết. Nó có ghế nghỉ ngơi đồ nhìn ngắm cảnh đồ này. Nhưng mà chỗ mình ngồi nó che máy ra mát luôn ha. Dạ. Yeah. Mát. Đó, rồi phía bên đây có lan can cho mình vịn tay rồi để đừng sợ, đừng hồi hộp đồ. Nó đủ các kiểu hết. Đây nè, dài đây họ để mấy cái thông tin đó nè mà nó bị giống như nó mờ đi rồi. Không phải là có ghế ngồi, có chỗ mát mà có kể cả TV, radio đồ luôn. Lo. Âm thanh stereo luôn đó. Có nhạc nhịp đồ. À, cái này cũng có thể là cái nhà của dân. Hoặc là cũng có thể là cái nơi để người ta để dụng cụ đồ này kia. Ừ. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là đồ của dụng cụ của cái khu bảo tồn này thì đúng rồi, hơn. Chắc vậy. À, để phát điện hay hoặc là có cái vấn đề trục trặc đó. Đâu bước ra đây thử coi. Nổi ốc. Một nghìn chín trăm mười tới một nghìn chín trăm hai mươi chín là New State nè, Enterprise. Nó đại khái 1910 là tính là cũng lâu dữ rồi ha. Dạ. Lâu. Bởi vì những cái này mình thấy nó nhỏ nhoi thiệt, nhưng mà điều các bạn thấy không, họ làm họ bảo vệ tận răng luôn. Chứ không có đơn giản là con ếch con nhái bình thường đâu. À, cô gái này chạy hai vòng mà mình đi mới có đâu mấy... chừng mấy chục bước thôi. Cô gái này chạy vòng. Phó bếp không chịu mồi. Thì nói chung mình đi ở trên này mình nhìn ra thì nó cũng hơi gọi là cái cảm giác nó cũng hơi sợ rung nhẹ nó không phải một cái nhà mà tới hai ba cái lần kìa. Đó, đây nè. Đâu phải hai ba cái, hồi nãy anh đứng bên đó anh nhìn qua, bây giờ anh đứng lại nhìn lại đây nè. Ở đây một cái, ở đây một cái, bên kia một cái nữa là ba cái rồi, thấy không? Ừ.
cái dòng này là nó tới 4 cái mái che này luôn nha các bạn. Là mình nhìn thấy là hồi nãy đằng kia một cái, ở đây một cái, bên đó một cái, rồi hút đó một cái nữa, là 4 cái mái che để mà cho người ta nghỉ ngơi. Đẹp quá đi. Đây, các bạn nhìn thấy phía dưới này có bông hoa rồi, chắc là hoa dại thôi chứ không ai trồng. Hoa dại á mà đẹp ghê. Cái này hồi nãy mà mình đi, mình đem theo cái vợt nhỏ nhỏ mình xuống cái đó, mình xúc mấy con mấy con bồ tọt, con nhái. Đã người ta làm xung quanh rồi ta bảo vệ mà nó người này hà đi xúc bởi vậy ta để khu bảo tồn mà chứ gì không. Chứ rồi bắt các bạn có biết không, có những lớp học họ chở học sinh vô đây để trải nghiệm, để mà rờ những cái con vật như thế này thì mình rờ mình chơi thôi chứ mình không có được bắt đem về đó. Họ xúc lên cho mình coi, thì có lần Hiển chia sẻ đó, ở đây mà ở nhà trường dạy cái gì là cho học sinh trải nghiệm trực tiếp với cái vật hay là những cái con vật hay là những món đồ gì mà họ dạy cho mình. Anh thấy nó kỹ không? Ở phía dưới người ta còn phải làm cái hàng rào trắng đó kìa. Cái đó là để bảo vệ những cái đứa trẻ hoặc là nó với là nó sợ mấy con kia phóng ra không? Hay sao mà chó mèo rồi nó xuống nó ăn á. Hôm đó mình đi đâu đó mà mình đi phía bên đó đó các bạn, đi phía chỗ cái nhà bị nghiêng để coi mình có làm cái clip nào mà đi ra ngoài này. Có một lần đi ra ngoài này làm cái gì đó mình có review cho các bạn xem cái nhà bị nghiêng đó. Rồi bữa nay mình đứng ở đây mình nhìn ngược lại đó, đó cái nhà xanh xanh đó bên đó đó các bạn, bây giờ là bỏ hoang luôn rồi đó. Thấy các bạn thấy uổng không? Sau này mình mới biết là mình nhờ mấy đứa nhỏ nó lớn lên rồi nó search trên Google rồi này kia, nó mới tìm hiểu rồi những cái thông tin này kia cho mình biết để mình đi mình trải nghiệm. Chứ như Hiển ở đây cả đời cũng không biết mấy cái này đâu các bạn. Không biết, nói thiệt. Tối ngày lo đi sửa mấy cái thùng không à, phải không? Đi làm đó, đây, ếch nó kêu nè. Kêu chưa? Có kêu không? Chưa. Nó kêu. Quay cái lông lên. Các bạn nghe vui tai không? Tại mình ở trên này nó hơi cao cho nên mình không có nghe nó kêu được. Chứ cái phải mình đi phải dưới, mình đi dưới thấp cái gì đó nó hả trời anh ha. Mình nghe nó kêu rồi đó. Cái này mình chia sẻ nhỏ một điều ra, thật sự ra cái người như mình bây giờ hiện tại giờ là ở thành phố rồi lâu lâu rồi đi nghe tiếng ếch tiếng nhái rồi tự nhiên thấy cũng vui vui. Chứ hồi xưa các bạn biết là năm 79-80 mình về cái bè Tiền Giang á, trời đất ơi đêm nào cũng nghe ếch nhái ảnh ương chàng hiu nó kêu, tao nó kêu biết buồn muốn chết luôn. Mà gặp nước ngập nữa, cái nước là tháng này là tháng 10 nè, nó ngập linh láng luôn, không có đi đâu được hết trơn, cầu khỉ không. Ông mà con ếch nhái Việt Nam mình để làm thực phẩm, làm đồ ăn ăn, còn đây không có đâu. Cái loại đây này nó bảo tồn ghê lắm. Đây. Nè, nhìn xuống đây thấy bèo. Thì hồi nãy ở bên kia cũng có cái lồng này, nhưng mà khi cái lồng đó là chúng ta nhìn ra ngoài, còn cái lồng này là chúng ta nhìn vô cái trong. Hồ. À, cho mình trải nghiệm mà. Ồ. Ủa? Vậy là ở phía dưới này họ có cho mình đi mà không thấy đường mòn ha, chắc không cho không có đâu, người ta rào nữa hả? Người ta rào, ta để cho mình đi trên thôi chứ. Đã nói là bảo tồn mà. Bảo tồn, bảo tàng mà. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đó, bây giờ mình đi trên trời rồi, mai mốt rồi sẽ xuống biển rồi xuống sông rồi bơi xuồng cho các bạn xem luôn. Trời ơi, Hiển là bá ban vạn sự, cái môn nào cũng rành hết trơn á. Nhớ nha, hồi nãy hứa là mua cho chiếc xuồng nghe. Đó, chuyện nhỏ, trời ơi, xuồng rồi chèo nè. Rồi chạy máy cu le nè, đó. Máy cu le là máy gì?
mình rành hết rồi các bạn. Mắt của Le là ở Việt Nam, cái mắt của Le nó đặt cái ở sao đích đó phải không? À. Còn cái vỏ là cái gì? Cái vỏ là cái tắc ráng. Cái vỏ lãi, ừ. Không? À, đúng cái là cái miệng. Dài cái miệng ở trên này kêu là vỏ lãi. À. Còn ở dưới dài dài Sóc Trăng, Bạc Liêu, đồ Cà Mau đồ kia bằng cái vỏ. Họ nói cho nó ngắn gọn mà, vỏ lãi mà, kêu vỏ luôn. Các bạn biết ha, đi trưa nắng mà cameraman 1, camera 2, bây giờ tới camera 3 nó cũng chán luôn rồi, nó giao lại cho mình luôn rồi. Bây giờ đại khái là mình cũng tự sướng luôn chứ không có... À, về là cúp lương hết cái tụi này. Cái quầy lại nói ông có trả lương đâu, ông cúp. Đó. Đây, bây giờ thêm một người chán nữa rồi, người phía sau đi hết nổi kìa, bỏ luôn rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, buổi trưa ngày hôm nay mình cũng có biết muốn review một dòng cái khu bảo tồn của cái loài nhái xanh nè. À, thì hiện đến đây xin phép các bạn tạm kết thúc clip trải nghiệm này nha. Mến chúc các bạn và gia đình có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Giờ thì Hiển với Phó Bếp xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Bye. Nhớ đón xem clip vào thứ tư với thứ bảy hàng tuần nha các bạn.